Hiện tại bây giờ thì shop app của mình đã cập nhật thêm Tân Hoàng Quy. Anh em lên Google search shop monsu.com hoặc đơn giản chỉ là shop monsu thôi thì cũng dễ dàng có thể tìm kiếm được shop app của mình. Đấy, ngay đầu tiên luôn. Khi mà vào đây thì anh em có thể bấm vào phần phân loại game để chọn Tân Hoàng Quy. Trên hiện tại bây giờ shop app của mình vẫn hoạt động như trước giờ. Đấy, có giao bán app và hỗ trợ mọi người cách tìm mua những cái app game mà mọi người mong muốn. Với giao bán app thì mọi người có thể liên hệ phải trực tiếp Facebook cho mình. Sau đó mình sẽ cung cấp cho anh em những thông tin cần thiết để mọi người có thể đăng bán app lên trên shop app của mình. Trên shop app của mình tuyệt đối sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp tài khoản khi mà đăng bán app nhá. Còn đối với những anh em mua app thì có thể lên shop app vào phần phân loại game, chọn vào cái mục Tân Om Zimbabwe để tìm mua những cái app game mà các bạn mong muốn. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ lách kỹ năng của con lữ bố cho mọi người. À, bạch kim lữ bố thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Đầu tiên là cứ phải nói trước, đó là video này không phải là review. Không phải là review, chỉ là lách kỹ năng của con tướng cho mọi người nắm trước thôi. Bởi vì em biết rồi, thứ nhất là nó chưa update, thứ hai là nếu có update đi nữa ấy, thì trừ khi là anh em xem được hình ảnh trên group, còn không thì cũng phải đổi nước sang thì anh em mới xem được, đúng không? Đấy, cái này sẽ tiện cho mọi người, một số anh em không cần phải đổi nước, có thể xem được hết các kỹ năng của các tướng mà mình có lấy kỹ năng, dịch kỹ năng của nó cho mọi người từ các bản nước ngoài. Đó. Và không có PK bởi vì không được xuất hiện những cái hình ảnh của các phiên bản khác ở trong video của mình. Đấy, cái đấy anh em thông cảm, mình không có cách nào khác, mình chỉ có làm được hình ảnh thôi. Đó. Đầu tiên thì trước khi mà vào video thì anh em nào mà đang sử dụng laptop hoặc là PC có nhu cầu tìm kiếm một cái giả lập để mà chơi game mobile vừa nhẹ vừa có thể đáp ứng được các cái nhu cầu tác vụ của mọi người mà có thể nhẹ để anh em chơi game nó không bị giật lag các kiểu ấy thì em có thể sử dụng cái giả lập LD Player. Mình để link dưới phần mô tả video cho mọi người, giả lập này rất là nhẹ luôn. Nên là anh em đảm bảo mọi người là máy máy mặc dù là yếu, cấu hình yếu nhưng vẫn có thể chơi game mượt mượt mà. Nhá. Rồi ok, đi vào video ngày hôm nay. Lữ Bố sẽ là con tướng Bạch Kim được update cùng đợt với con Trương Liêu. Đấy. Sau khi anh em biết rồi, đợt update tháng 3 vừa rồi, chúng ta sẽ có update hai con tướng, đó chính là con hình như không nhầm là con Gia Cát Lượng, con Gia Cát Lượng và con Tư Mã Ý, đúng không? Sau Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý thì sẽ đến được update Bạch Kim của bọn tướng tư chất thấp hơn, đó chính là bọn Trương Giác này. Trương Giác, Chân Cơ. Chân Cơ, không biết là Chân Cơ hay Thái Văn Cơ, nhưng như là Chân Cơ thì phải. Rồi Tôn Tượng Hương và con Hoàng Việt Anh. Sau bốn con này sẽ đến được update của Lữ Bố và Trương Liêu. Trương Liêu thì mình có lách kỹ năng cho mọi người ở video trước rồi, anh em nào chưa xem thì có thể vào xem lại. Hôm nay thì sẽ đến con tướng tiếp theo chính là con Lữ Bố. Và đây chính là tạo hình của con, đây là tạo hình của Lữ Bố. Kỹ năng thức tỉnh khi mà lên bạch kim của nó tên là Huyết Ngục Sát Giới. Đấy. Kỹ năng này thì sẽ được thực kỹ năng này, cái nội dung của kỹ năng này nó sẽ như sau. Khi mà kỹ năng này thức tỉnh ấy thì cái trạng thái bá thể của Lữ Bố sẽ chuyển sang là vĩnh viễn chứ không còn có còn chứ không còn là có thời gian nữa. Đấy. Ngoài ra mỗi lần mà Lữ Bố gây bạo kích thì sẽ tăng 5% phòng thủ và 5% miễn thương, có thể cộng dồn tối đa là 10 lần. Đấy. Tỷ lệ bạo kích sẽ tăng lên là 30%. Đó. Sát thương bạo kích sẽ tăng lên là 100%. Tăng lên chứ không 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 phải là cộng thêm nhé, là tăng lên ấy, có nghĩa là từ một cái mốc ban đầu, ví dụ lúc đầu đấy tỷ lệ bạo kích chỉ là 15, nhưng mà sau khi lên bạch kim thì tỷ lệ bạo kích của nó tăng lên là 30% chứ không phải là 30 cộng với 15 là 45 không phải như thế nhá. Rồi ok, và khi mà HP của Lữ Bố dưới 50% nó sẽ thức tỉnh kỹ năng này lần hai. Đấy. Sau khi mà nó thức tỉnh lần hai, nó sẽ tải trừ toàn bộ những cái trạng thái bất lợi ở trên người. Anh em thường biết đây là debut ấy. Đấy, tất cả trạng thái debut trên người bị xóa bỏ hết. Đấy, mỗi lần mà gây chí mạng thì sẽ tăng 10% sát thương, bỏ qua 5% phòng thủ, cộng dồn tối đa là 10 tầng. Đấy. Và khi mà Lữ Bố công thường, bỏ qua toàn bộ né tránh. Công thường sẽ bỏ qua toàn bộ né tránh và chắc chắn sẽ gây bạo kích. Khi mà Lữ Bố công thường ở cái lần thức tỉnh lần hai, đầu tiên là chắc chắn bạo kích và thứ hai bỏ qua né tránh mục tiêu. Chắc chắn bạo kích thì anh em sẽ biết, khi mà nó đã chắc chắn bạo kích rồi ấy thì nó sẽ tăng cái sát thương và tăng cái bỏ qua phòng thủ như cái nội tại ở phía bên trên. Đấy, nội tại bên 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 trên là khi mỗi lần gây chí mạng thì nó sẽ cái này nó không phải là chí mạng các bạn, tôi dịch sai, cái này nó là bạo kích, ở mỗi lần gây bạo kích sẽ tăng sát thương. Grid tôi lại dịch thành chí mạng, anh em cho tôi xin lỗi. Cái thức tỉnh lần hai này tôi dịch sai. Đấy.
Và mỗi lần gây crit ấy, là gây bạo kích ấy, thì tăng 10% sát thương và bỏ qua 5% phòng thủ. Tôi lại ghi ở chí mạng hay chết thì... Cái này lỗi nhá, lỗi nhá. Đó. Thì nó sẽ kích hoạt luôn cái bên bên dưới. Hiện tại là nó liên quan đến nhau rất là nhiều. Đấy. Nói chung là ở cái mục, ở cái bậc bạch kim của Lữ Bố thì sẽ cho con Lữ Bố có khả năng chống chịu có thể tốt hơn, và lượng sát thương của nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều đấy, bởi vì chí mạng rất nhiều và các nội nội tại liên quan đến chí mạng cũng rất là nhiều đấy. Tuy nhiên thì để mà biết rõ hơn về kỹ năng của nó tiến nhiều hơn, chứ còn ngồi mà đọc kỹ năng này nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ vẫn chỉ là lý thuyết thôi, còn phải hành thì biết được nó mạnh hay là yếu. Cái này thì sẽ phải nhờ sự đánh giá của anh em, chơi game lâu, anh em đọc kỹ năng, anh em xem là thực sự là mạnh không, hoặc là anh em mà chơi các server nước ngoài thấy con tướng này như thế nào khi mà lên top. Bởi vì thật sự bây giờ bên bản nước ngoài cái con tướng đặc biệt ấy, mấy cái bọn tướng tướng kim đặc biệt ấy, nó đứng trong cái team ấy nó bền quá. Sau bọn bọn đấy thì sẽ đến bọn bọn tướng kiểu thống lĩnh thôi là chủ yếu, chứ còn cỡ như mấy con tướng kim này thì một số team mới sử dụng thôi. Hơi căng, hơi căng. Rồi ok, ở trên đây là cái video lách cái kỹ năng của con Lữ Bố ra cho mọi người. Và anh em có ý kiến gì thì cứ comment nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.